Xin chào các bác nhé. Em có cái con này nó là con Sony, có mã là CMT M3 các bác. Vâng. Đấy, CMT M3. Đây để em thử mở máy xem nào. Đây, các phím thì vẫn ấn bình thường các bác nhá. Các phím vẫn ấn bình thường. Đây có set up set L. Có cả phần chỉnh EQ các bác này. Đấy, có cả chỉnh EQ nhá, rock, rat các kiểu này. Đấy, nó có cả chỉnh EQ. Còn đây là volume này, hoạt động bình thường này. CD thì đang không ra này. MD này. Đấy thì KD trên này cassette này. Đấy thì con này em xả dọn kho luôn, thanh lý cho các bác, bởi vì là đợt tới này chắc có thể như em là đang chuyển cửa hàng ấy. Đấy, không biết là do trục trặc cái gì hay như nào, nhưng mà thấy anh chủ đang báo là có thể là phải trả cửa hàng. Đấy thì thanh lý luôn cho các bác nhé. Thì con này em xả thanh lý luôn, CMT M3 của Sony. Cắm điện thoại cái thứ cầu loa đây nhá, cầu loa các bác nhá. Công suất là 50 các bạn, công suất 50W. Điện vào bình thường, các phím ấn bình thường. Có cổng cắm điện thoại các bác này, cổng cắm điện thoại này. Đấy, con này để các bác giá là con này hơi bị xíu này. Đấy, băng dính thì em chưa bóc đâu này, này băng dính vẫn nguyên xì của nó này. Đấy thì để các bác con này giá là 250 các bác nhá, 250.000 này thì bác làm một chốt thì alo em. 250.000 các bác nhá. Thanh lý luôn cho các bác giá là 250.000. Đấy, về các bác lấy đồ hay các bác dùng thì các bác dùng nhá. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.